tên là Vũ Hồng Quang, là phó chủ nhiệm của câu lạc bộ nhiếp ảnh. Chúng tôi đón tiếp rất nhiều các chị, toàn là trên 10 người phụ nữ, chưa lần nào được tiếp như thế này, nhưng tôi xúc động lắm, run lắm. Bảy nhân ngày hôm nay cũng là ngày kỷ niệm đúng 60 năm ngày nhiếp ảnh Việt Nam, thì các chị em ở Đồng Tháp bên đây như vậy dành cho Bảo Lộc chúng tôi một sự yêu ái rất là tuyệt vời. Mời anh các chị tay nhau. Về phía hội văn học nghệ thuật Lâm Đồng thì chúng tôi xin hiệu anh Trần Đông, anh là phó chủ tịch hội, xin đến trường chúng ta. Xin chào tất cả các chị đồng tháp thân yêu của chúng tôi. Có một điều đặc biệt là trước đây á, tôi cũng từng mời anh đến dự những buổi giao lưu với các câu lạc bộ khác nhưng anh không đến, bởi vì không có một người nữ nào. Hôm nay anh lại đến kiểu rất là đặc biệt, có thể anh khôn vô cùng, chính các chị đã làm lửa cho anh. Không, anh nghe Đồng Tháp là anh tới rồi mà. Thu hút anh ấy.